Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 87. Chương 861, chủ động dẫn đi một. Cách căn cứ huấn luyện mấy chục km. Đây là một phòng thí nghiệm bí mật ở vùng ngoại ô thành phố Đại Kinh. Trước đó bởi vì tình huống đặc biệt phát sinh, tất cả nhân viên công tác của phòng thí nghiệm đã cố gắng hết sức rút lui nơi này, hơn nữa khẩn cấp đóng kín phòng thí nghiệm. Nhưng hiện tại có một đám người ngự quỷ của tổng bộ lại đến nơi này, hơn nữa lại lần nữa mở ra phòng thí nghiệm, mang một số thứ nguy hiểm từ bên trong ra. Có một số thứ nguy hiểm bị vận chuyển đi, có một số thứ mang tính rủi ro nhất định nên bị để lại. Đây là chỗ đặt quan tài quỷ sao? Rất kín kẽ, dưới loại tình huống này mà để quỷ chạy ra ngoài thì đúng là hơi khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Đoàn người lại lần nữa đặt chân ở nơi sâu nhất trong phòng thí nghiệm. Đây là một khu vực thí nghiệm cấp bậc siêu cao. Ở trong khu vực này, một gian phòng bị cách ly riêng ra càng đặc biệt hơn. Bốn phía căn phòng xây bằng vàng và vật liệu thép đặc biệt, chẳng những cực kỳ kiên cố, còn nhờ đặc tính của vàng có thể ngăn cách hết thảy linh dị xâm nhập. Vì quan sát tình huống trong phòng, một mặt vách tường lắp kính màu vàng độ trong suốt không quá cao. Mọi người thông qua tấm kính có thể nhìn thấy trong phòng đặt một quan tài gỗ dày sơn son. Sơn màu đỏ giống như mới quét lên chưa lâu, chất liệu gỗ dày chắc ghép với nhau khiến nguyên bộ quan tài trông vững chắc dày nặng. Nhìn sơ thì quan tài rất bình thường, rất nhiều nông thôn khi làm đám tang sẽ mua một bộ quan tài như vậy. Nhưng đám người đứng ở phòng thí nghiệm đều biết quan tài này được xưng là quan tài quỷ, nghi là có thể dựng dục ác quỷ. Tư liệu về quan tài quỷ này mãi tới hôm nay mới được cởi bỏ, lúc trước giữ cơ mật cao độ. Nếu không phải đã xác định quỷ trong quan tài quỷ không ở phòng thí nghiệm thì bọn họ vốn không dám nghênh ngang đứng ở đây. Trong đám người, Khương Thượng Bạch bước nhanh đi tới, hắn liếc sơ rồi đưa ra kết luận, nắp quan tài bị mở ra, đây là chứng cứ quỷ rời đi quan tài quỷ. Nhưng sau khi nói xong hắn lại nhíu mày, tuy nhiên, quan tài quỷ vẫn còn kỳ dị. Không thể thả lỏng sơ ý chỉ vì quỷ rời khỏi, ai biết thứ kỳ dị này còn sẽ mang đến nguy hiểm gì. Khương Thượng Bạch thấy trong quan tài quỷ tối tăm, không thể thấy đáy quan tài, nhưng cho người cảm giác cực kỳ xấu. Các ngươi xem, nắp quan tài vỡ ra là bị va đập hỏng lúc quỷ mở ra nắp quan tài hả? Lại có một vị người ngự quỷ lại gần, hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ chỉ hướng nắp quan tài trong phòng, hỏi. Nắp quan tài màu đỏ dày chắc hiện giờ bị hất ngã dưới đất. Không biết có phải bởi vì rơi xuống đất quá mạnh mà nắp quan tài từ nguyên khối lúc này nứt ra từ giữa. Chỗ nứt đã sạm đen, mục nát như bị chôn trong bùn đất nhiều năm. Vương Tiểu Minh mắt lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm nắp quan tài nhìn, ra chiều đam chiêu. Lý Quân ở một bên sắc mặt nghiêm túc, bởi vì hắn vì bảo hộ Vương Tiểu Minh nên chứng kiến nhiều quá trình thực nghiệm, ít nhiều gì hiểu biết quan tài quỷ này. Nắp quan tài của quan tài quỷ tuyệt đối không thể nào bị rớt hư. Bởi vì lúc trước đã thí nghiệm rồi, đừng nói đập vài cái, dù ném bom vào nó cũng không mẻ một miếng nào. Nhưng nắp quan tài quỷ hiện giờ bị hư thật, vỡ ra thành hai nửa, giống như mất đi lực lượng kỳ dị nào đó, không thể giữ được trạng thái như trước. Quan tài quỷ không thành vấn đề, nắp quan tài xảy ra vấn đề. Vương Tiểu Minh sắc mặt bình tĩnh, nhớ lại cảnh tượng chính mình chạy khỏi đây. Nắp quan tài quỷ cũng có dấu vết bị di động. Chẳng lẽ ngọn nguồn thật sự của quỷ trong quan tài quỷ là nắp quan tài? Hiện giờ linh dị trên nắp quan tài, bởi vậy nên nắp quan tài tự nhiên cũng sẽ mất đi kỳ dị, trở thành khúc gỗ bình thường. Trong khi bọn họ thăm dò nghiên cứu, đám người, dương gian trong căn cứ huấn luyện gặp phải nguy cấp hung hiểm nhất. Bọn họ liều mạng sống, vượt qua mấy đợt nguy hiểm đoàn diệt, rốt cuộc cứng rắn áp chế quỷ, khiến ngọn nguồn khủng bố này tạm dừng hoạt động, cũng ngăn trở nó tiếp tục trưởng thành giết người. Nhưng loại áp chế này không kéo dài quá lâu. Trên bầu trời mờ tối, từng sợi thừng cỏ cũ kỹ rũ xuống, như ác quỷ lấy mạng bay về phía mọi người. Đây là quỷ thừng thức tỉnh. Nhưng bây giờ không theo sự khống chế của dương gian, cũng không phải quỷ thừng tự chủ, mà là con quỷ trước mắt đang khống chế nó. Từ lần tiếp xúc vừa rồi có thể phán định, con quỷ có số lượng là 9, nhóm dương gian và ác quỷ trừ lẫn nhau hết số 8, một số còn lại là quỷ thừng này. Không thể xóa bỏ số lượng một cuối cùng này. Không phải bên dương gian thiếu người, mà là không dám làm như vậy, sẽ khiến con quỷ đó bỏ xác chết cứng ngắc đen thui này. Lấy thân phận mới xuất hiện bên cạnh ngươi, giống như reset vậy, tiến hành đợt tấn công thứ hai.
cho nên bọn họ chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Làm thế nào? Giờ phút này tất cả mọi người nóng nảy, bọn họ cảm giác được nguy cấp và nguy hiểm. Nếu không nghĩ biện pháp ứng phó cục diện trước mắt thì sợi quỷ thừng đã thức tỉnh sẽ đưa mọi người vào địa ngục. Nếu như đặt ở lúc bình thường, Dương Gian sử dụng năng lực của quỷ bóng không đầu là thoải mái hạn chế quỷ thừng. Nếu phối hợp quỷ vực thì sợi thừng cỏ rũ xuống sẽ bị giải quyết nhanh gọn. Nhưng bây giờ, quỷ trong thân thể của Dương Gian bị áp chế, không chút năng lực phản kháng. Quỷ thừng giống như thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Trên mặt Dương Gian tuôn ra mồ hôi sốt ruột, hắn chưa từng nôn nóng như vậy. Dù lúc ở thành phố Trung Sơn đi vào khách sạn Grand Caesar thì hắn vẫn có chút tự tin có thể tự bảo vệ mình. Nhưng bây giờ, nếu còn một cây nến quỷ màu đỏ thì tốt rồi, dù chỉ có nửa cây nến đủ cho chúng ta chống đỡ. Giây lát, đến lúc đó ta có thể tính toán sửa ký ức của con quỷ này, tìm ra phương pháp rời khỏi đây. Lúc này Dương Gian sốt ruột muốn một cây nến quỷ màu đỏ, bởi vì có nó thì bọn họ mới có thể tránh cho bị quỷ thừng giết chết. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 862, chủ động dẫn đi hai. Trong túi hành lý của ta có một con búp bê vải ma quái, là Thẩm Lương đưa cho ta, chỉ cần nhỏ một giọt máu của mình lên búp bê vải là có thể giữ được tính mạng. Dương Gian điên cuồng sưu tầm phương pháp, đồng thời tính toán chút tài nguyên trong tay mình. Không được, búp bê vải chỉ có thể bảo vệ một người, hiện tại mọi người đều bị tấn công. Nhưng Dương Gian không có nhiều thời gian suy nghĩ. Quỷ thừng đã bay tới. Huỳnh Tử Nhã và một vị người ngự quỷ khác không dám cách quá xa, đứng khá gần. Vài người bao gồm quỷ ở giữa cách nhau không đủ 3 mét. Dương Gian nhìn chăm chú vào quỷ thừng trên cổ Tiền Nghị, trên sợi dây kia có nửa khúc quấn vàng lá, hắn làm vậy để phân biệt ngọn nguồn của quỷ thừng. Chỉ cần áp chế ngọn nguồn của quỷ thừng thì dây thừng dợp trời sẽ biến mất, nhưng hắn không thể làm như vậy. Bởi vì đầu kia của quỷ thừng áp chế con quỷ này, có khả năng rất lớn sẽ kích phát nó reset quy tắc. Đang lúc hắn suy nghĩ, một sợi quỷ thừng đã đụng phải Huỳnh Tử Nhã, chỉ chạm nhẹ một cái, sợi thừng cỏ cũ kỹ đã kỳ dị tròng lên cổ của nàng, nháy mắt siết chặt, treo nàng lên. A, à, Huỳnh Tử Nhã sắc mặt nháy mắt đỏ lên, đầu lưỡi suýt thè ra ngoài, từ quỷ thừng truyền đến sức mạnh lớn gần như suýt siết gãy cổ của nàng. Nhưng Huỳnh Tử Nhã ngăn cản được, quỷ thừng treo nàng lên bị đứt, quỷ thừng ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp có chút dồn dập. Hiển nhiên, nàng vận dụng một lần năng lực của quỷ, vượt qua đợt tấn công lần này. Nhưng dạng tấn công này sẽ không chỉ một lần. Sợi thừng cỏ bay tới càng lúc càng nhiều. Dương Gian, nếu vẫn không nghĩ ra biện pháp thì mọi người đều phải chết. Vị người ngự quỷ xa lạ kia vừa kinh vừa giận hét to, hắn cảm thấy tử vong và tuyệt vọng, nhưng hắn không muốn dễ dàng chết ở chỗ này. Không có thời gian, Dương Gian... Mặc kệ phương pháp gì đều được. Trương Lôi cũng thúc giục, hắn nhìn thấy một sợi quỷ thừng rũ xuống đầu của mình. Bởi vì phải áp chế con quỷ này, cho nên hắn căn bản không thể tránh né, nếu không thì vừa thả tay, cân bằng phá vỡ, năng lực của quỷ sẽ càng thêm khủng bố. Vương Giang cũng vẻ mặt kinh khủng nhìn Dương Gian, dường như đặt tất cả hy vọng lên người của hắn. Nguyên nhân mọi người có thể đi đến bước này, thật ra cũng toàn là nhờ Dương Gian chỉ huy, không có hắn, cả đám đã sớm đoàn diệt. Nến quỷ. Dương Gian giờ phút này cắn răng giống một tiếng, người nào đó cầm nến quỷ đang cháy ở dưới đất lên, mang nó đi. Hấp dẫn quỷ thừng đi, nó hẳn là sẽ ưu tiên tập kích người cầm nến quỷ. Tin tưởng ta, đây là cách duy nhất có thể sống sót. Cái gì? Mấy người khác nghe vậy hết hồn, khiến một người cầm cây nến quỷ màu trắng đó dụ quỷ thừng đi. Đây không phải là chịu chết sao? Có lẽ thành công thì có thể tranh thủ thời gian, nhưng người hành động căn bản không thể nào sống rời đi. Nhưng theo sau Dương Gian vội vàng nói, trong tay ta có một con búp bê vải, lúc nguy hiểm nhỏ một giọt máu lên nó có thể giữ được tính mạng. Xác suất đại khái có thể bảo chứng sẽ không chết, Huỳnh Tử Nhã và ngươi, chỉ có hai người là có thể di chuyển, ai lên. Nhanh một chút, không có thời gian. Trong lúc nói chuyện Dương Gian một bàn tay lấy ra con búp bê vải khâu siêu vẹo. Đây là cách tốt nhất Dương Gian có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn. Dùng một người cầm nến quỷ dẫn đi quỷ thừng, tiếp đó vào lúc nguy hiểm sử dụng búp bê vải, giữ được tính mạng, như vậy thì có thể giải trừ nguy hiểm lần này rồi. Tuy nói vậy nhưng hành động cần dũng khí,
cũng cần mạo hiểm. Bởi vì việc này có khả năng thất bại, hơn nữa Dương Gian chưa đủ sức nặng khiến hai người còn lại tin tưởng. Có lẽ búp bê vải là gạt người, chỉ muốn lừa dối một người đi chịu chết mà thôi. Huỳnh Tử Nhã và một người ngự quỷ khác liếc nhau. Chỉ có một trong hai người có thể làm việc này, những người khác cần ở lại bên quỷ để giữ cân bằng, không thể di động. Tin tưởng Dương Gian, đây là cách duy nhất, nếu không thì mọi người đều phải chết ở đây. Trương Lôi gầm nhẹ, quỷ thừng giờ phút này cách trên đầu bọn họ đã chưa tới 1 mét. Bởi vì tốc độ bay của quỷ thừng không quá nhanh, cho nên còn khoảng 10 giây để hành động. Một khi quỷ thừng bắt đầu tập kích bọn họ, chỉ cần 3 giây sẽ có người bị treo cổ. Dù không bị treo cổ thì cân bằng yếu ớt này sẽ bị phá vỡ. Dương Gian, ta tin tưởng ngươi, để ta làm. Cô gái tên Huỳnh Tử Nhã cắn răng, dứt khoát cầm nến quỷ màu trắng thắp sáng đặt dưới đất lên, vọt tới gần Dương Gian, lấy đi búp bê vải ma quái, tiếp đó không quay đầu lại xông đến phương xa. Tốc độ chạy của Huỳnh Tử Nhã rất nhanh, chỉ giây lát thân hình đã mờ dần, chớp mắt biến mất trong bóng tối. Cùng lúc đó, quỷ thừng từ trên cao rũ xuống giờ phút này nhưng lại thay đổi phương hướng, bay theo hướng Huỳnh Tử Nhã rời đi. Có hiệu quả rồi. Tất cả mọi người thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng thoáng chốc thở phào một hơi, bọn họ hiểu rằng chính mình một lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng Huỳnh Tử Nhã cầm nến quỷ dẫn đi quỷ thừng có gặp nguy hiểm gì hay không thì lúc này không rảnh quan tâm. Bởi vì hiện tại còn có việc càng quan trọng hơn phải làm. Dương Gian vội thu về ánh nhìn. Hắn nhìn thấy tờ báo cũ nhuộm máu dán trên mặt quỷ kia dường như đã đến giờ, tờ báo chậm rãi từ mặt quỷ trượt xuống. Cùng trượt xuống còn có khuôn mặt người chết trên đầu quỷ. Bước mấu chốt nhất của kế hoạch thực hành thành công, mặt quỷ bị báo tháo xuống. Dương Gian có chút kích động, bởi vì nếu bóp méo ký ức thành công, bọn họ có xác suất đại khái sống sót. Đương nhiên, nếu thất bại thì tự nhiên ngừng ở đây. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 863, Quỷ lừa dối quỷ 1. Hộc, hộc. Trong bóng tối truyền đến tiếng thở dốc của một người liều mạng chạy nhanh, mặc dù nghe tiếng hít thở này đã rất mệt mỏi, nhưng người kia mãi mãi không dám ngừng bước chân. Huỳnh Tử Nhã trong tay cầm nến quỷ, trong mắt để lộ ra hoảng sợ dày đặc, một mình một người chạy trốn. Nàng không dám dừng lại, bởi vì nàng có thể cảm giác được gần đỉnh đầu có vô số sợi quỷ thừng đang rũ xuống gần mình. Nàng cần tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội cuối cùng cho nhóm Dương Gian, chỉ có như vậy, tất cả mọi người mới có thể sống tiếp. Nhưng dũng khí phồng lên vào khoảnh khắc đó không cách nào luôn chống đỡ nàng. Khi bóng tối từ xung quanh bắt đầu lan tràn đến tầm nhìn, khi đã bị lạc đường, xung quanh chỉ còn lại riêng chính mình. Cô độc không ai giúp đỡ, hoảng sợ ập đến, Huỳnh Tử Nhã vừa chạy vừa khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tinh thần sắp tan vỡ. Nhưng tay Huỳnh Tử Nhã siết chặt một con búp bê vải quái dị, đây là hy vọng duy nhất của nàng. Dương Gian từng nói, lúc mấu chốt chỉ cần nhỏ một giọt máu lên thì búp bê vải có thể cứu mạng nàng, bảo chứng chính mình sẽ không bị quỷ thừng giết chết. Huỳnh Tử Nhã cảm thấy chính mình thật sự ngốc, lời nói của Dương Gian rất có thể là lừa chính mình, bởi vì ngay lúc đó cần một người chủ động hy sinh, tranh thủ thời cơ. Nàng cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết thì không nên chủ động lao ra, nhưng mà hiện tại nói cái gì đều muộn. Huỳnh Tử Nhã hiện tại chỉ có thể tin tưởng lời của Dương Gian, tin tưởng búp bê vải trong tay thật sự có hiệu quả, cũng tin tưởng hành động lần này thật sự có thể thành công. Trong bóng tối, tiếng thở dốc của Huỳnh Tử Nhã càng lúc càng trầm trọng, tốc độ chạy nhanh cũng chậm dần. Thể lực không cách nào chống đỡ Huỳnh Tử Nhã cứ tiếp tục như vậy. Nhanh thôi, nàng sẽ mệt nhoài ngã xuống đất, đó cũng là lúc nàng sử dụng búp bê vải này. Giây phút này, bên chỗ Dương Gian, cơ hội đã đến. Hắn thành công lấy xuống mặt của con quỷ đó. Nhìn khuôn mặt người chết làn da đen thui, kỳ dị an tường trên tờ báo cũ nhuộm máu, Dương Gian cảm thấy ớn lạnh. Loại bóp méo ký ức này thật sự hữu dụng sao? Nếu vô dụng thì làm thế nào? Chính mình đã dùng hết tất cả thủ đoạn, dùng hết mọi thứ có thể sử dụng rồi. Có thể nói liều đến bây giờ, chính mình đã là hai bàn tay trắng, ngay cả bản thân cũng đối mặt nguy hiểm ác quỷ, nếu còn thất bại thì chỉ có tuyệt vọng chờ chết. Lúc này quỷ đã mất khả năng hoạt động, bởi vì Dương Gian, Trương Lôi,
Vương Giang hợp tác áp chế số lượng của con quỷ này xuống 8. Quỷ lựa chọn năng lực còn lại là quỷ thừng, tuy mới rồi tấn công không lựa mục tiêu suýt chút giết chết tất cả mọi người. Nhưng mà hậu quả là bản thân nó mất năng lực hành động, bởi vì khống chế quỷ thừng không cần làm gì nhiều, quỷ thừng sẽ tự động đi giết chết người khác. Bởi vì nhóm Dương Gian không hình thành áp chế tuyệt đối cho nên không kích phát năng lực reset của quỷ. Quỷ mất khả năng hành động, cũng không thể reset để tấn công lần thứ hai, hiện tại cũng chỉ có thể đứng cứng ngắc tại chỗ như một xác chết. Giống như chết máy vậy, cho nên đây là cơ hội hành động tuyệt vời. Mà cơ hội này cũng là Dương Gian dồn hết vốn liếng, mạo hiểm tính mạng mới sáng tạo ra, hơn nữa cơ hội này tuyệt đối không thể nào sẽ có lần thứ hai. Cũng không cách nào bị sao chép, dù có điều kiện tương tự, khi làm lại lần nữa thì Dương Gian không thể bảo đảm có thể đi đến bước này. Không lãng phí một giây nào, Dương Gian nhanh, chóng nhặt lên tờ báo cũ nhuộm máu, chuẩn bị bóp méo ký ức của con quỷ này, khiến nó đoán nhầm số lượng quỷ của mình. Trước mắt quỷ có được số lượng hẳn là 9, nên thay đổi số lượng đoán nhầm của quỷ là bao nhiêu mới thích hợp. Trực tiếp khiến quỷ cho rằng số lượng là 1. Mắt Dương Gian lấp lóe, muốn ra tay sửa đổi, nhưng bỗng cứng người. Dù sửa đổi số lượng của quỷ nhưng làm sao rời khỏi đây? Cùng lắm là bảo đảm trong một khoảng thời gian sắp tới mọi người sẽ không bị quỷ tập kích mà thôi, nhưng vẫn không thể đi ra mảnh quỷ vực này. Quỷ vực này quả thực là không phá giải được. Cơ hội bóp méo ký ức chỉ có một lần, khi trả mặt lại rất có thể xuất hiện biến đổi mà ta không ngờ. Đến lúc đó nếu không thể nổi lên tác dụng trong dự liệu thì sẽ lãng phí cơ hội lần này. Dương Gian không dám sơ ý, hắn nhíu chặt chân mày. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 864, Quỷ lừa dối quỷ 2. Dương Gian, quỷ dường như không cách nào động đậy, nhưng xung quanh vẫn còn quỷ vực, không thấy được con đường rời khỏi đây, kế tiếp làm thế nào? Vương Giang nhìn phương xa một mảnh tối tăm, vẫn rất khủng hoảng. Quỷ đã bị kiềm chế, nhưng tiếp theo thì thế nào? Trương Lôi nói, đừng ồn ào, Dương Gian đang nghĩ biện pháp, đều đi đến bước này, có thể chứng minh phương pháp của Dương Gian là chính xác. Ta có thể cảm giác đây là bước cuối cùng, một bước này tuyệt đối không thể làm lỗi. Vậy hãy nhanh một chút, ta nhìn thấy Tiền Nghị dường như sắp không chịu nổi, sắp chết rồi. Một vị người ngự quỷ xa lạ khác phụ trách quan sát xung quanh. Hắn nhìn thấy Tiền Nghị giờ phút này đã bởi vì đổ máu quá nhiều mà hôn mê, tuy rằng còn có hô hấp nhưng ước chừng cách tử vong không xa. Mặt khác, ta cũng không thể khẳng định Huỳnh Tử Nhã chống chọi được bao lâu, tất cả quỷ thường đuổi theo nàng, nếu nàng chết thì chúng ta sẽ phải đối mặt nguy hiểm bị treo cổ thêm lần nữa, không giúp được gì thì ngậm miệng. Dương Gian giờ phút này quay đầu tức giận quát, vừa rồi ngươi không dám liều mạng, hiện tại ngược lại học được nói mát. Người kia bị nạt thì lập tức ngoan ngoãn khép lại miệng, không dám phản bác. Trong lòng Dương Gian không dám tùy ý quyết đoán, mặc dù bóp méo ký ức đối với hắn mà nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mang đến hậu quả thì không cách nào chịu đựng. Lại cho ta một lần tin tức nhắc nhở, lần này ta không sống được, ngươi hãy cùng ta ở lại đây luôn đi. Hắn cắn răng một cái, móc giấy ra người ra. Tin tức phương án lỗi thời lúc trước không hoàn chỉnh, cũng không cách nào thực hành, hiện tại đi đến bước này, hắn cần một tin tức chỉ dẫn. Dù sao phương án lúc trước không trông chờ Dương Gian có thể áp chế quỷ. Có thể nói, đi đến bước này đã vượt tầm mong muốn của phương án ban đầu. Lúc này giấy da người không vờ im lặng nữa, có lẽ nó cũng cảm giác được hình thế khẩn trương. Một khi bỏ qua thời cơ, Dương Gian sẽ chết, nó cũng sẽ bị để lại đây, rồi rơi vào tay con quỷ đó. Rất nhanh, trên giấy da người nhanh chóng hiện ra chữ viết. Ta tên Dương Gian, khi ngươi nhìn thấy câu nói này thì ta đã chết. Ngay lúc đó ở trong căn cứ huấn luyện, ta trải qua mấy lần hung hiểm rốt cuộc hạn chế con quỷ đó, nhưng loại hạn chế này sẽ không liên tục quá lâu. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng cơ hội rời khỏi nơi này, dựa theo kế hoạch lúc trước là tập kết hai nhóm người, đồng thời thỏa mãn điều kiện không đi lẻ, tiếp đó lợi dụng nến quỷ dụ quỷ đi. Nhưng khi ta nhìn thấy phương án kia đã quá muộn. Phương án kia định sẵn không thể nào thực hiện, nhưng ta vẫn nắm giữ một cơ hội khiến quỷ đoán nhầm số lượng của quỷ, do đó lợi dụng đặc tính của quỷ thoát khỏi quỷ vực này. Ta thử khiến quỷ đoán nhầm số lượng của nó thành một, nhưng kết quả là chúng ta đoàn diệt trong căn cứ huấn luyện. Chữ viết kỳ dị hiện ra,
giống như tiết lộ một kết quả đáng sợ trong tương lai, bóp méo ký ức của quỷ, khiến quỷ lầm cho rằng số lượng của nó là một, nhưng vẫn dẫn tới kết cục đoàn diệt. Dương Gian thấy vậy con ngươi rút lại, không thể đoán nhầm số lượng quỷ là một, con số nhỏ nhất cũng không được thì số lượng khác chắc chắn cũng không thể, 2, 3, 4. Dường như chúng nó đều không có gì khác, chẳng lẽ là không? Trong đầu Dương Gian nghĩ đến một con số. Nếu khiến quỷ đoán nhầm số lượng của nó là không thì kết quả sẽ như thế nào? Chính mình phủ định chính mình. Ta đã thử khiến quỷ đoán nhầm số lượng của nó là không, nhưng mà kết quả ta vẫn chết. Trên giấy da người hiện ra câu nói này khiến Dương Gian sắc mặt trầm xuống. Không cũng không được sao? Vậy chẳng phải là đi lên một con đường chết. Nhưng trên giấy da người không keo kiệt tiếp tục hiện chữ, lúc ấy ta thử vài phương án bóp méo ký ức. Thậm chí suy xét rót vào một ít ký ức khống chế con quỷ này, nhưng tất cả phương án đều thất bại. Bởi vì năng lực bóp méo ký ức không giữ được lâu, khi ta thả lỏng hạn chế với con quỷ này thì năng lực bóp méo ký ức sẽ bị cưỡng bức xóa sổ. Dù sao con quỷ này có thể áp chế năng lực của bất cứ quỷ nào khác, bao gồm tờ báo cũ trong tay ta. Dương Gian trông thấy câu nói này thoáng chốc sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 865, Quỷ lừa dối quỷ 3. Bóp méo ký ức chỉ có thể hoàn thành lúc chính mình áp chế quỷ, tạo thành ảnh hưởng cũng chỉ trong lúc nó bị áp chế. Khi thả lỏng áp chế thì năng lực của quỷ cưỡng bức xóa đi năng lực bóp méo ký ức. Chẳng lẽ thật sự sắp chết ở chỗ này sao? Dương Gian cảm giác cơ hội sống tiếp khá xa vời, xem như là giấy da người lúc này cũng không nghĩ ra một con đường sống. Nhưng nếu không có đường sống thì tại sao giấy da người nói nhảm nhiều như vậy? Bỗng dưng, Dương Gian ý thức được cái gì, nhìn chăm chú vào giấy da người trong tay. Có lẽ nó có phương án nào đó, nhưng không muốn chia sẻ. Phương án này có thể sẽ sản sinh một số ảnh hưởng không tốt cho giấy da người, hoặc cho Dương Gian lấy lợi từ trong đó, khiến hắn ít ỷ lại giấy da người hơn. Không muốn nói ra phương án sao? Đã như vậy thì chúng ta cùng nhau chết ở chỗ này đi, giống như lúc ở trường học vậy. Dù sao lúc ấy cũng là ngươi cứu mạng của ta, cùng lắm thì trở lại điểm khởi đầu, coi như chúng ta chưa từng đi ra trung học số 7. Dương Gian nhìn chằm chằm nó mở miệng nói, hắn đang cược. Cược giấy da người ở hoàn cảnh giống nhau, cũng không muốn ở trong quỷ vực này, lúc trong quỷ vực của quỷ gõ cửa. Giấy da người không muốn bị đánh rơi, hiện giờ trong quỷ vực của quan tài quỷ, nếu nó bị lạc thì tuyệt đối không có lúc thấy ánh mặt trời nữa. Chữ viết trên giấy da người nhanh chóng biến mất. Vài nét bút còn lại tổ hợp thành một dòng siêu vẹo, khiến quỷ đoán nhầm số lượng của nó là 3, đây là cơ hội sống sót duy nhất. 3. Mắt Dương Gian lấp lóe. Tại sao sẽ là con số này? Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chữ viết tổ hợp mà thành biến mất, cuối cùng lại hiện ra một câu nói, một khi quỷ đoán nhầm số lượng chính xác sẽ giải trừ áp chế với chúng ta. Cũng bắt đầu reset lại, ta sẽ thừa dịp đó lập tức tách rời quỷ, rút cây định ẩn chứa trong thân thể con quỷ ra. Ta hiểu. Dương Gian mở to mắt, nháy mắt hiểu ý câu nói trên giấy da người. Khiến quỷ đoán nhầm số lượng của nó là 3 trước, rồi hắn lấy đi 3 con quỷ. Như vậy là sau khi quỷ reset sẽ cho rằng số lượng của nó là 0. Đoán lầm này không phải bóp méo ký ức hình thành, mà là bản thân quỷ hiểu sai, dù sao đây là chính mình lừa gạt chính mình. Quỷ không thể nào không tin chính nó đúng không? Nếu hết thảy thuận lợi thì quỷ sau khi reset sẽ cho rằng số lượng quỷ của mình là 0. Mà nếu như là 0 thì quỷ còn sẽ bắt đầu giết người sao? Phương án kỳ dị không thể tưởng tượng, lợi dụng luôn năng lực reset của quỷ, giấy da người này thật sự là quái dị mà đáng sợ. Dương Gian vừa vui mừng vừa kiêng kỵ hơn nữa. Nhưng bây giờ không rảnh để ý giấy da người kỳ dị cỡ nào, Dương Gian lập tức hành động. Dương Gian còn một bàn tay để hành động, nhưng không vì vậy mà bị ảnh hưởng, hắn lập tức bóp méo ký ức của quỷ, khiến quỷ đoán nhầm số lượng quỷ của nó là 3. Vì xác định bóp méo ký ức thành công, hắn viết đi viết lại một số nội dung quan trọng mấy lần. Cuối cùng xác định không sai, Dương Gian cầm tờ báo cũ nhuộm máu này, bao gồm khuôn mặt người chết nhắm mắt, vẻ mặt an tường kỳ dị lại trùm lên đầu của quỷ, trả lại khuôn mặt. Mãi đến bây giờ, tất cả hành động đều kết thúc, còn lại chỉ có chờ đợi. Trái tim Dương Gian treo cao,
hắn cần bắt lấy thời cơ lập tức dùng quỷ thủ thò vào trong thân thể của Dương Gian, lấy đi cây đinh quan tài chế tác từ ba con quỷ. Trương Lôi, Vương Giang ở một bên nhìn những hành động kỳ dị của Dương Gian, tuy rằng không rõ, nhưng cũng không dám hỏi. Bọn họ biết Dương Gian đang nghĩ biện pháp tiến hành bước hành động tiếp theo, cho nên không quấy rầy. Giấy ra người, tờ báo cũ nhuộm máu, tuy rằng lúc bình thường Dương Gian không muốn lộ ra chúng. Nhưng bây giờ có lộ ra cũng chẳng sao cả, dù sao Trương Lôi, Vương Giang chỉ trông thấy trong tay Dương Gian có thứ này, cũng không biết năng lực của nó. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 866, cân bằng mới 1. Hành động bên chỗ Dương Gian thuận lợi tiến hành. Mà Huỳnh Tử Nhã ở trong bóng tối cầm nến quỷ một đường chạy nhanh cũng đã đến cực hạn. Hai chân mềm nhũn ngã xuống nền xi măng cứng, té một cái khiến nàng đầu mơ màng, suýt ngất xỉu. Nến quỷ trong tay cũng vì vấp ngã mà trực tiếp dập tắt. Muốn tìm kiếm nến quỷ nhưng không biết nó đã văng đi đâu, Huỳnh Tử Nhã hoảng sợ và kinh hãi, tiếng thở dốc và hô hấp càng kịch liệt. Xung quanh vẫn yên lặng có chút kỳ dị, nhưng Huỳnh Tử Nhã lại có thể cảm giác được bốn phía thổi gió nhẹ âm u lạnh lẽo. Điều này khiến nàng sờn gai ốc, không dám tiếp tục đi tìm kiếm nến quỷ, mà là suy xét cách bảo vệ tính mạng của mình. Dù sao chính mình đã kéo dài lâu như vậy, hẳn là đã đủ rồi. Huỳnh Tử Nhã đang định đứng lên thì bỗng sau lưng dường như là có cái gì buông xuống. Cùng lúc đó, trên cánh tay, trên chân đều cảm giác bị cái gì chạm vào, thô ráp mềm nhẹ, giống như cỏ dại bị gió thổi chạm vào thân thể của nàng, cảm giác rất vô hại. Nhưng khúc nhạc dạo dịu dàng này mang đến là dấu hiệu khủng bố ập tới. Chớp mắt, một sợi thừng cỏ cũ kỹ từ trong bóng tối trực tiếp xiết cổ của Huỳnh Tử Nhã, xiết xiết gãy xương, treo cả người nàng lên. Tốc độ bay của quỷ thừng không nhanh là khuyết điểm duy nhất, nhưng chậm đến mấy thì vẫn đuổi theo kịp Huỳnh Tử Nhã. Nàng bị tập kích. Hơn nữa không thể chống cự đợt tập kích này, bởi vì dù Huỳnh Tử Nhã lợi dụng năng lực quỷ của bản thân ngăn một đợt tập kích của quỷ thừng thì tiếp theo sẽ có vô số lần tập kích khác. Vẫn không vượt qua được, cuối cùng sẽ chết vào ác quỷ thức tỉnh. Huỳnh Tử Nhã cũng không muốn ngăn cản, khoảnh khắc nàng bị treo lên liền ném búp bê vải quái dị trong tay ra ngoài. Búp bê vải dính máu, là máu từ bàn tay khác của nàng. Huỳnh Tử Nhã dù gì là người ngự quỷ tham gia huấn luyện, tố chất không quá kém, lúc trước nàng đã khủng bố tâm lý tùy thời bôi máu lên búp bê vải. Búp bê vải bị khâu lại bằng vải cũ và tóc đen, hình dạng cong vẹo rơi xuống đất rồi kỳ dị xoay người đứng lên. Sau đó nghiêng đầu dường như đang đánh giá tình huống xung quanh, tò mò ngó quanh. Bởi vì trên người nhiễm máu của Huỳnh Tử Nhã, búp bê vải ma quái dường như thay thế Huỳnh Tử Nhã, quỷ thừng lúc trước tấn công nàng thế nhưng lần nữa thay đổi phương hướng, rũ xuống chỗ búp bê vải. Huỳnh Tử Nhã bị treo trên cao thoáng chốc được thả cổ ra, rơi xuống đất. Hữu dụng, Dương Gian quả nhiên không lừa ta. Huỳnh Tử Nhã bất chấp đau đớn, nàng ở trong bóng tối lộ ra vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết. Búp bê vải dường như cảm thụ được quỷ thừng muốn tập kích nó, nhấc hai chân ngắn nhỏ nhanh nhẹn chạy trên mặt đất. Một sợi quỷ thừng bay tới, búp bê vải nhưng lại trực tiếp nhảy vọt lên, xuyên qua thòng lọng trên quỷ thừng, tiếp tục nhảy loi choi chạy tới phía trước. Gặp phải cây cối ngáng đường, búp bê vải sẽ vòng qua, đụng tới bậc thang, nó sẽ trèo lên. Búp bê vải nhanh nhẹn nhảy vọt, đi qua, né thoát quỷ thừng rũ xuống dợp trời, một đám thòng lọng giống như cạm bẫy muốn bắt lấy búp bê vải. Nhưng đều thất bại. Thậm chí tránh qua nhiều lần tập kích rồi búp bê vải sẽ dừng lại vỗ tay, tỏ ra phi thường vui vẻ. Năng lực sinh tồn của búp bê vải dường như rất giỏi, trong thời gian ngắn quỷ thừng không làm gì được nó. Nhưng mà búp bê vải là sẽ bị tiêu hao. Bởi vì được khâu từ rẻ rách cũ nên chất lượng không tốt, búp bê vải này chạy nhanh một lúc sau bởi vì ma sát với xi măng dưới đất. Rẻ cũ bắt đầu mài mòn, bung ra, bên trong dường như có cái gì lòi ra, dường như là tờ giấy trắng. Cùng lúc đó, một chân của búp bê vải giống như què, hành động không còn nhanh nhẹn, đi khập khiễng. Nhưng nó vẫn dốc sức chạy trốn, quỷ thừng ở sau lưng đuổi sát không tha. Bởi vì búp bê vải đụng phải một bậc thang, thân thể nhỏ lùn không thể thuận lợi vượt qua, chỉ có thể leo lên. Cho nên hành động chậm một bước, một sợi dây thừng đụng vào thân thể của búp bê vải, không có gì bất ngờ xảy ra, nó chồng lên cổ búp bê vải, co rút lại như muốn treo lên.
nhưng hình thể của búp bê vải quá nhỏ, khi quỷ thừng rút lại thì không siết cổ nó được, chỉ siết một bàn tay của nó treo lên. Búp bê vải vùng vẫy mạnh, cuối cùng đứt một cánh tay thoát khỏi sợi quỷ thừng, thuận lợi rớt xuống đất, tiếp tục chạy về hướng khác. Nhưng cứ theo xu thế này thì cuối cùng búp bê vải chắc chắn sẽ bởi vì quá độ hao tổn mà chết. Nhưng trước khi nó chết, Huỳnh Tử Nhã vẫn an toàn. Lúc này, hành động bên chỗ Dương Gian đã đến phút cuối, nhưng có chút chạng huống nhỏ. Không thể thuận lợi dán mặt quỷ lên, mặt vẫn dính trên tờ báo cũ. Đúng vậy, năng lực dán mặt luôn là Dương Gian phối hợp với quỷ bóng không đầu, nhưng mà hiện tại thân thể của hắn bị quỷ áp chế, loại năng lực này không cách nào sử dụng, nên đương nhiên không thể dán mặt lên được. Vương Giang, ngươi buông tay. Dương Gian lúc này vội vàng nói. Cái gì? Vương Giang giật mình kêu lên, thật sự muốn ta buông tay. Dương Gian nói, đúng rồi, thả lỏng hạn chế, khiến quỷ khôi phục một ít hành động, chỉ có như vậy thì kế hoạch của ta mới có thể thành công. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 867, cân bằng mới 2. Nếu quỷ này có bản năng cướp lấy quỷ khác thì chắc cũng có năng lực thu về mặt của mình, dù sao nó có thể gắn quỷ khác vào nhau. Được, được. Vương Giang không hỏi tại sao, nếu Dương Gian nói như vậy, vậy thì hắn sẽ làm theo. Vương Giang lập tức thả tay ra, không tiếp tục cầm cánh tay của xác chết này nữa. Khoảnh khắc Vương Giang buông tay, Trương Lôi, Dương Gian rõ ràng cảm giác xác chết cứng ngắc này động nhẹ. Nhưng cùng lúc đó, tờ báo cũ dính trên xác chết này chậm rãi rơi xuống, không còn mặt trên tờ báo, bị thuận lợi dán vào con quỷ này. Nó lấy lại mặt của mình. Cùng lúc đó, Dương Gian lại nói, Vương Giang, áp chế nó lại. Vương Giang càng thêm nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không chút do dự lại tới gần con quỷ này. Dương Gian làm như vậy chỉ cần khiến quỷ thu hồi mặt của mình, nhưng không thể tiếp tục mặc kệ quỷ hoạt động, nếu không thì nó sẽ khiến năng lực bóp méo ký ức mất đi hiệu lực. Sẽ hữu dụng chứ? Tuy kế hoạch thay đổi một chút, nhưng trong lòng hắn lại đặc biệt thấp thỏm bất an. Giây sau, Dương Gian, Trương Lôi, Vương Giang, thậm chí là Tiền Nghị nửa chết nửa sống rõ ràng cảm giác được năng lực của mình không bị áp chế nữa, có thể hoạt động. Kế hoạch khiến thứ này đoán nhầm số lượng quỷ đã thành công. Là lúc này, quỷ thủ của Dương Gian mắc kẹt trong xác chết này khôi phục hành động, hắn bắt lấy cơ hội duy nhất này nhanh chóng chui sâu vào thân thể của quỷ, lấy đi một phần mấu chốt của nó. Cùng lúc đó, xác chết cứng ngắc đen thui đột nhiên ngã trên mặt đất, giống như mất chống đỡ kỳ dị nào đó, thành xác chết bình thường. Trương Lôi đè lên xác chết ngã xuống đất, hơi kinh hoàng hỏi, Dương Gian, đây là chuyện gì? Không có gì, quỷ reset, chúng ta hạn chế nó nên nó bỏ thân phận này. Dương Gian đang chậm rãi rút cánh tay ra khỏi xác chết. Trương Lôi trợn to mắt hỏi, không thể nào. Chúng ta rõ ràng đã nhắm đúng số lượng, lẽ ra không hình thành hạn chế mới đúng chứ. Hắn căn bản không hiểu nổi lúc trước Dương Gian rốt cuộc làm cái gì. Giờ không phải lúc hỏi cái này, mà là nhìn xem chúng ta có thể rời khỏi đây được không. Dương Gian rút về cánh tay mất tri giác, lập tức biểu cảm nghiêm túc. Cánh tay của hắn để lại một dấu ấn màu đen, dấu ấn này có hình thoi, giống tạo hình cây đinh quan tài trong tay Vương Tiểu Minh. Vừa giống một cục thịt đặc biệt, đã thay thế một phần của hắn, gắn liền với cánh tay. Đinh quan tài từ ba con quỷ bởi vì quỷ mà biến thành một cục thịt màu đen, hiện tại bị ta lấy đi, lại bởi vì quỷ bóng không đầu nên gắn vào người của ta, hòa cùng quỷ thủ, hình thành một thứ mới. Bàn tay này của hắn ở lại trong thân thể của quỷ hơi lâu, đã phát sinh biến đổi không thể đoán trước. Dương Gian cảm thụ thân thể có thay đổi nào khác không? Dương Gian lại phát hiện, quỷ bóng không đầu không còn xung động với thân thể nữa. Quỷ thủ bị cưỡng ép gắn vào người cũng tỏ ra rất bình tĩnh, có thể tự do hoạt động, ngay cả sao động vì quỷ nhãn sắp sửa thức tỉnh cũng mất. Một loại cân bằng mới sao? Phòng trừng đinh quan tài chế tạo từ ba con quỷ có thể áp chế ba con quỷ, dù sao thứ này là ở trên người quỷ, có một phần đặc tính của con quỷ này. Hiện tại trong thân thể của Dương Gian vừa lúc là ba con quỷ, quỷ thủ, quỷ bóng không đầu và quỷ nhãn, cho nên quỷ của hắn bị áp chế. Bởi vì đinh quan tài khiến chúng nó ở trạng thái chết máy, tạm thời không cách nào thức tỉnh. Tức là, Dương Gian hiện tại đạt đến một loại cân bằng hoàn mỹ. Nói vậy là bàn tay này của ta ghê gớm rồi,
Dương Gian ngắm nghía cánh tay không cảm giác của mình. Tuy da tay đen thui, bàn tay thì lạnh như băng, nhợt nhạt không có một chút màu máu, tương phản quá lớn trông rất kỳ lạ, nhưng hắn có thể cảm giác được bàn tay này đã là một con quỷ mới. Một con quỷ không thể hiểu nổi, bởi vì các loại trùng hợp mà lắp ráp thành hình. Con quỷ có thể tạm thời hoàn mỹ khống chế. Đang lúc Dương Gian xem xét bản thân thì Trương Lôi chỉ hướng phương xa, giật mình kêu lên, Dương Gian, ngươi mau nhìn, quỷ vực đang biến mất. Nghe thấy câu nói này, Dương Gian vụt ngẩng đầu lên. Quả nhiên, hắn nhìn thấy phương xa một mảnh tối tăm tập hợp với nhau, đang rút nhanh đi một hướng, đồng thời xung quanh càng sáng hơn, thậm chí thấy mặt trời buổi sáng ở phía trước. Nhìn bóng tối đi xa kia hiện ra hình dạng một cỗ quan tài, nếu cách xa thêm một chút thì y như quan tài màu đen đang di động, khiến người cảm thấy trong lòng phát hoảng. Đây là bộ dạng thật sự của quan tài quỷ. Một con quỷ, một mảnh quỷ vực. Dương Gian con người rút lại, cảm giác quan tài quỷ càng thần bí. Đợi đã, phương hướng quỷ rời đi là phòng thí nghiệm. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 868, may mắn sống sót và tai họa ngầm 1. Bóng tối bao phủ bên trên căn cứ huấn luyện tiêu tan, khủng bố rời đi, xung quanh lại hiện ánh sáng. Mặt trời buổi sáng chiếu xuống, mấy vị người ngự quỷ sống sót trên một chỗ đất trống trong căn cứ đều ngã ngồi dưới đất, trên mặt lộ ra vui sướng sống sót sau tai nạn. Dương Gian vẫn không có sơ ý, mà là lựa chọn nhìn theo bóng tối rời đi. Khi chưa xác định bản thân an toàn tuyệt đối thì Dương Gian sẽ không thả lỏng cảnh giác. Chuyện vào phút cuối bị lật ngược tình thế có lẽ sẽ phát sinh với người khác, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh với mình. Con quỷ kia đi rồi sao? Hắn trông thấy bóng tối hoàn toàn biến mất ngoài phạm vi tầm nhìn mới thở ra, cả người giống như kiệt sức ngồi bệt dưới đất. Mặc dù tắm trong ánh mặt trời ấm áp, nhưng Dương Gian từ đầu tới chân không cảm giác được một chút ấm áp, ngược lại cảm thấy lạnh lẽo khó tả. Mãi đến hiện tại mới thôi, hắn đều hơi không dám tin tưởng, chính mình thật sự sống tiếp. Quá khó khăn, đây là sự kiện linh dị làm hắn chật vật nhất. Dùng hết tất cả, chỉ là sống sót đã phải cố gắng hết sức mình, trong đó hung hiểm khó mà tưởng tượng, đi nhầm một bước thì chết. Đặc biệt lúc so đấu số lượng với ác quỷ, áp lực trong đó đủ để khiến người tan vỡ. Một bên là quỷ không ngừng giết người, một bên là phải trong bóng tối lần mò tìm kiếm người ngự quỷ khác. Trong quá trình đó, thần kinh từng giây từng phút căng thẳng, hơn nữa ngươi không thể bỏ cuộc giữa đường, ngươi mà bỏ cuộc bị quỷ giết đủ số người thì sự kiện linh dị này sẽ hoàn toàn không thể giải quyết. Muốn bắt nhốt con quỷ này tuyệt đối không thể từ bên trong, phải từ bên ngoài. Một khi bị con quỷ này cuốn vào trong quỷ vực, vậy có nghĩa là ngươi mất đi cơ hội bắt nhốt nó, phải ở bên ngoài nghĩ biện pháp mới có khả năng hoàn toàn hạn chế con quỷ này. Dương Gian không kiềm được nhỏ giọng tự nói, trong đầu của hắn còn nhớ lại quỷ rời đi. Quỷ vực đen ngòm hình dạng quan tài quỷ vực này có thể chôn tất cả quỷ, chỉ vì dựng dục ra một con quỷ càng khủng bố, càng không thể giải quyết. Đây mới là hàm nghĩa thật sự của quan tài quỷ. Vương Tiểu Minh chết tiệt, lúc trước hắn không nên chạm vào quan tài đó. Dương Gian muốn chửi thề. Dương Gian suy đoán, lúc ở thôn Hoàng Cương gặp quan tài quỷ không phải chưa dựng dục xong, mà là vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ là tiết lộ một chút linh dị mà thôi, cho nên quỷ mới cần trở vào trong quan tài quỷ, tiếp tục chờ đợi thời cơ thức tỉnh. Hiện giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, quan tài quỷ tự nhiên cũng sẽ thức tỉnh. Cho nên quỷ bắt đầu thoát ra quan tài, lang thang khắp nơi giết người, hơn nữa ưu tiên giết chết những người ngự quỷ đi lẻ. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những suy đoán của Dương Gian, hắn không biết còn khả năng nào khác không. Hiện tại hắn cũng không muốn quản, bởi vì lại bị cuốn vào trong quỷ vực của con quỷ đó thì hắn không có tin tưởng còn có thể sống đi ra. Dương Gian, chúng ta sống sót, ngươi quá thần kỳ, dưới loại tình huống này đều có thể bị ngươi tìm được cơ hội lật ngược tình thế, ta còn cho rằng cả đám chúng ta đều chết ở chỗ này. Vương Giang giờ phút này còn có sức lực, kích động mà lại hưng phấn cười nói. Nhiều người khó mà cảm thụ được niềm vui tìm được đường sống trong chỗ chết. Loại vui sướng này quý giá hơn bất cứ thứ gì trong đời người, bởi vì trong vui sướng ẩn chứa giá trị sinh mệnh. Giờ ta chỉ muốn trở về ngủ một giấc thật sâu, ta cảm giác chính mình đã sắp tan vỡ.
Trương Lôi không chút hình tượng nằm trên mặt đất. Trên khuôn mặt người chết cương ngắc lộ ra vẻ vui mừng, thật sự không dám tin tưởng ta đối kháng với quỷ cấp bậc đó mà còn có thể sống tiếp. Trước kia ta cảm thấy chính mình gặp được sự kiện linh dị đã rất đáng sợ, nhưng so sánh với con quỷ này thì mấy thứ kia đáng yêu như thỏ con. Đây là sự kiện linh dị không thể giải quyết đích thực, chẳng những có thể lớn mạnh giết chết người ngự quỷ khác, sau khi bị hạn chế còn có thể reset, không đi ra mảnh quỷ vực này được. Vị người ngự quỷ xa lạ sống sót sau tai nạn khác vẻ mặt nghĩ mà sợ, mặc dù đã sống sót nhưng trong mắt vẫn để lộ ra kinh hoàng tột độ. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 869, may mắn sống sót và tai họa ngầm 2. Ta thề, chỉ cần ta còn sống, cả đời đều sẽ không tiếp xúc thứ như vậy nữa, nếu thật sự không cách nào tránh cho thì ta thà rằng tự sát. Hắn đã sản sinh ám ảnh tâm lý, nếu không phải dương gian mang đội, hắn căn bản không nghĩ ra còn có phương pháp gì có thể sống sót. Chính mình đơn độc gặp phải, so với chờ chết trong hoảng sợ chẳng bằng tự sát cho rồi, ít nhất có thể chết bình yên. Đi lên con đường người ngự quỷ vốn đã là dãy dụa cầu sống, muốn chết đã sớm chết rồi, sống sót đều là không muốn chết. Dương gian nghỉ ngơi nhất rồi chậm rãi đứng lên, cho nên niềm tin rất quan trọng, trạng thái tinh thần kiểu như ngươi không sống được bao lâu, muốn sống tiếp thì hãy thay đổi. Dương gian nhìn người ngự quỷ xa lạ này, tuy rằng tên này không giúp được gì, nhưng ít nhất không thêm phiền cho mình, cho nên chính mình không có ác ý gì với hắn, chỉ là nhắc nhở một câu. Dương gian, người tên Tiền Nghị chết rồi hả? Vương Giang đang vui sướng vì sống sót đột nhiên nhìn thấy một người nằm dưới đất gần đó. Người này bị thương nặng, ngã trong vũng máu, hôn mê bất tỉnh, không biết là đã chết hay thế nào. Tuy rằng mọi người không nhận biết hắn, nhưng trong hành động lúc trước biết tên của người này, gọi là Tiền Nghị, một người ngự quỷ tham gia huấn luyện. Lúc trong tòa nhà ký túc xá từng lừa Dương Gian một lần, làm lỡ nhiều thời gian, suýt chút hại chết tất cả mọi người. Ta nhìn xem, Dương Gian đi qua, hắn không lập tức đụng vào, chỉ là đứng ở bên cạnh, cái bóng trên người hắn phủ lên người Tiền Nghị. Bóng dáng của hắn rất đen, có chút âm u lạnh lẽo, không có đầu, đặc biệt kỳ dị. Tiền Nghị cũng là người ngự quỷ, khi chưa biết chắc quỷ trên người của hắn có bị cướp đi hay chưa, tùy tiện tiếp xúc sẽ có rủi ro nhất định. Dùng quỷ bóng không đầu đi điều tra tình huống là tốt nhất. Cho dù là có quỷ, với năng lực của quỷ bóng không đầu cũng có thể áp chế. Còn sống sao? Cái bóng chui vào thân thể của Tiền Nghị, Dương Gian xác định tình huống. Tên này còn có hô hấp, nhưng rất yếu, bởi vì trên người bị thương, mất máu quá nhiều cho nên rơi vào hôn mê. Dựa theo loại tình huống này thì, xem như là lập tức kêu xe cứu thương cũng không kịp. Trừ phi Dương Gian dùng quỷ bóng không đầu ghép lại vết thương của Tiền Nghị, cũng dùng quỷ vực di chuyển hắn vào trong bệnh viện, lập tức tiến hành truyền máu. Như vậy còn có khả năng sống sót, nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi. Ta không giết ngươi, nhưng cũng không cứu ngươi, hơn nữa rơi xuống kết cục như vậy cũng là tự ngươi tạo thành, nếu lúc trước ngươi chịu hội hợp với ta thì chuyện như vậy căn bản sẽ không phát sinh. Dương Gian lạnh lùng thu về ánh mắt, quỷ bóng của hắn cũng rút ra khỏi người Tiền Nghị. Tên này sắp chết, Trương Lôi, ngươi thông báo cho tổng bộ, khiến tổng bộ đến xử lý, có lẽ tổng bộ còn có năng lực cứu hắn về. Dương Gian thật sự hận Tiền Nghị, nếu lúc ấy Tiền Nghị hành động đúng theo giao hẹn thì tình cảnh của bọn họ sẽ thoải mái nhiều, ít nhất còn có thời gian thương nghị cách đối phó, không đến mức lúc hội hợp bị buộc đến đường cùng. Được, ta lập tức thông báo, tiện thể báo cáo tình huống nơi này. Trương Lôi nói, Dương Gian không nói lời nào, chỉ mở ra quỷ nhãn, thả ra quỷ vực của mình. Không còn quỷ khác quấy nhiễu, quỷ vực của hắn rất thuận lợi thay thế bóng tối lúc trước, lại lần nữa bao phủ căn cứ huấn luyện. Đây là... Vương Giang nhìn thấy mọi thứ trước mắt trở nên đỏ tươi, giống như bị ánh sáng đỏ phủ lên vậy. Lúc này còn muốn dùng quỷ vực làm cái gì? Vương Giang biết năng lực của Dương Gian, dù sao là biệt hiệu cảnh sát hình sự quỷ nhãn, quỷ vực màu đỏ sớm đã là tiêu chí của Dương Gian. Không có gì, thu thập chút thôi, dùng quỷ vực nhanh một chút. Dương Gian thuận miệng nói. Vương Giang giật mình, tùy ý quá vậy. Dù sao mở ra quỷ vực chính là vận dụng năng lực của ác quỷ, dù là người ngự quỷ khống chế hai con quỷ cũng không dám tùy ý như vậy. Không có việc gì, ta có chừng mực. Dương Gian thuận miệng nói,
hắn thông qua quỷ vực hiểu rõ trạng huống của toàn bộ căn cứ huấn luyện. Nhưng Dương Gian không sốt ruột, hắn đầu tiên là thu về tờ báo cũ nhuộm máu rơi xuống đất, thu về nửa khúc nến quỷ màu trắng rơi dưới đất, cũng trông thấy Huỳnh Tử Nhã vẻ mặt vui sướng mệt mỏi đi hướng này. Dương Gian còn tìm được một búp bê vải rách nát không thành hình trong bụi cỏ. Búp bê vải xuất hiện trong tay hắn, đã hoàn toàn mất đi linh dị, nhưng nó có chứa một số thông tin, Dương Gian tự nhiên sẽ không vứt bỏ nó ngay. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 870, may mắn sống sót và tai họa ngầm 3. Sau đó Dương Gian vận chuyển xác chết rải rác các góc căn cứ huấn luyện gom lại một chỗ. Xác chết cụt tay cụt chân rất nhanh đặt ở gần đó. Số lượng khá nhiều, có người ngự quỷ, cũng có người bình thường trong căn cứ huấn luyện, thương vong rất lớn. Không phát, hiện con quỷ kia. Dương Gian làm xong tất cả điều này thì cúi đầu trầm tư. Hắn đi tới một nơi nhặt lại cái bình màu vàng. Nhưng quỷ trong bình thì sau khi Dương Gian thả ra đã biến mất. Lúc tiếp xúc với quỷ trong quan tài quỷ, con quỷ kia cũng chưa từng đi ra quấy nhiễu bọn họ, thậm chí không giết người, giống như cứ như thế kỳ dị biến mất không thấy. Có lẽ con quỷ kia ẩn giấu trong quỷ vực 3 tầng. Dương Gian thầm nghĩ, đồng thời muốn mở ra quỷ vực 3 tầng xác định một phen. Nếu nó còn ở thì bắt nhốt ngay là lựa chọn không tệ, nếu mất rồi. Thì thôi, không liên quan mình, đã chạy rồi, có lẽ bị quỷ trong quan tài quỷ mang đi, hoặc là đã sớm chuồn mất trong quá trình hành động. Dù sao đó là một con quỷ, không phải nhân tố con người có thể khống chế. Đang lúc Dương Gian quyết định thăm dò thì bên Trương Lôi lên tiếng, Dương Gian, ta báo cáo cho tổng bộ tin tức bên này rồi. Tổng bộ biểu thị sẽ lập tức sắp xếp người đến xử lý, nhưng người của tổng bộ hỏi ngươi về tình huống con quỷ kia là bị bắt nhốt hay rời khỏi. Nếu rời khỏi thì nó đi đâu? Con quỷ kia không cách nào bị bắt nhốt, hiện tại đi phương hướng phòng thí nghiệm, là phòng thí nghiệm gần căn cứ huấn luyện. Trong phòng thí nghiệm hẳn là có quan tài quỷ, ta cảm thấy con quỷ kia rất có thể muốn quay về quan tài quỷ. Dương Gian nói, đây là phỏng đoán của cá nhân ta, chỉ để tham khảo. Hắn đang nghĩ, nếu quỷ hiện tại tự cho rằng số lượng là không, như vậy có khi nào nghĩ rằng nó chưa hoàn thành dựng dục, cho nên sẽ tiếp tục ở trong quan tài quỷ. Tuy rằng chỉ là một suy đoán, nhưng rất có thể. Nếu đúng như thế thì đây là một cơ hội. Nếu con quỷ này thật sự trở lại quan tài quỷ thì có thể bắt nhốt. Chỉ cần chế tạo một cái hòm vàng, đủ to, bỏ quan tài quỷ và hoàn toàn phong kín là có thể bảo đảm linh dị như vậy sẽ không xuất hiện trên thế giới này nữa. Nhưng, Dương Gian có thể nghĩ đến điểm này, tổng bộ cũng nên nghĩ ra, cho nên hắn không cố ý nhắc nhở. Trương Lôi gật đầu, tiếp tục báo cáo với tổng bộ. Dương Gian đã thu thập xong, hắn cảm thấy cuối cùng nên xác định quỷ ra khỏi cái bình rốt cuộc có ở xung quanh không hay đã rời đi rồi. Huỳnh Tử Nhã từ xa chạy chậm tới, tay cầm điện thoại định vị vệ tinh của hắn. Dương Gian, nhân viên trực điện thoại của ngươi muốn trò chuyện với ngươi. Được, đưa di động cho ta. Dương Gian nhận lấy di động. Là ta, Dương Gian. Nghe được giọng của Dương Gian, Lưu Tiểu Vũ ở phòng thông tin thoáng chốc kích động nói, Dương Gian, thật sự là ngươi. Ngươi sống sót, ta vừa rồi nghe bộ thông tin tạm thời bên kia nói ngươi xử lý sự kiện linh dị này, mang nhiều người thành công sống tiếp. Không xem như xử lý, chỉ là trốn ra từ tay con quỷ đó. Dương Gian nói, nếu không có chuyện gì thì bên ta ngắt liên lạc, ta còn làm chút việc dọn dẹp nữa. Lưu Tiểu Vũ nói, chờ đã, không ngắt liên lạc, ta muốn xác định một chút, con quỷ kia thật sự rời đi về phía phòng thí nghiệm hả? Đúng vậy, có vấn đề sao? Dương Gian nói. Lưu Tiểu Vũ nói, chắc ngươi chưa biết, giáo sư Vương vì thu hồi quan tài quỷ để nghiên cứu lại đã mang theo toàn bộ người ngự quỷ hàng đầu của tổng bộ đi phòng thí nghiệm. Chắc bây giờ còn ở trong phòng thí nghiệm. À, vậy phải buông bỏ quan tài quỷ, khiến bọn họ chạy trốn mới được. Dương Gian biểu hiện rất bình tĩnh, không khẩn trương. Dương Gian không quan tâm nhiều đến sự sống chết của người khác, tính thời gian thì Vương Tiểu Minh nên kịp chạy trốn. Dù sao bên cạnh Vương Tiểu Minh luôn có một Lý Quân theo sát từng phút từng giây, Lý Quân cũng có được quỷ vực, chạy trốn chỉ cần 3 giây đồng hồ. Ta sẽ chuyển lời của ngươi cho bên kia, hiện tại tổng bộ tạm thời hy vọng các ngươi đừng quay về thành phố Đại Sương ngay, nếu được thì ở ngoại ô thành phố vài ngày là tốt nhất. Cuối cùng Lưu Tiểu Vũ ngữ khí có chút phức, tạp nói,
sợ đám người sống sót chúng ta trạng thái rất tệ, ở trong thành phố Đại Kinh đột nhiên ác quỷ thức tỉnh sao? Dương Gian đảo trong mắt, hiểu ý của tổng bộ ngay, ta biết, ta sẽ sắp xếp. Còn chưa nói xong, Dương Gian vụt xoay người lại, nhìn về hướng xác của ác quỷ ở gần đó. Vừa rồi Tiền Nghị đã chết, tắt thở trong lúc hôn mê. Bởi vì ở trong quỷ vực cho nên Dương Gian nắm rõ tình huống xung quanh như lòng bàn tay. Cho dù không nhìn xung quanh cũng có thể nháy mắt nắm bắt tình huống nguyên căn cứ huấn luyện, bất cứ động tĩnh gì đều không thoát khỏi quỷ nhãn của hắn. Nếu Tiền Nghị không kịp đợi đến cứu viện đã chết, như vậy quỷ trong thân thể của hắn chắc sắp chui ra, tiện tay lấy luôn vậy. Quỷ trên người Tiền Nghị có lẽ sẽ có ích cho mình, lúc Tiền Nghị chưa tắt thở thì Dương Gian không nghĩ sẽ lấy đi. Miễn cho bị người bắt lấy nhược điểm nói chính mình làm vậy là không đúng, hơn nữa lỡ như Tiền Nghị gắng gượng chờ cứu viện đến thì sẽ càng không tốt. Nhưng bây giờ người đã chết, chính mình lúc này ra tay là công lao, mà không phải sai lầm. Dương Gian không tiếp tục trò chuyện, mà là buông xuống điện thoại định vị vệ tinh trong tay. Các bạn vừa nghe xong tập 87 của bộ truyện khủng bố Sống Lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.